Trước đó, ngày 16 tháng 8 năm 2018, khi Tùng cùng vợ là chị NTT, sinh năm 1978, cùng ngụ địa chỉ trên đang nghỉ trưa, thì bất ngờ Tùng dùng dao Thái Lan đâm vào người chị T. Chị T giữ được tay anh Tùng rồi kêu cứu. Cha ruột của Tùng chạy đến can ngăn thì chị T chạy ra khỏi nhà. Tùng ra sau nhà lấy một con dao chét đuổi theo, chém nhiều nhát vào dùng đầu và mặt cho đến khi chị T bất tỉnh. Sau đó, Tùng chạy ra sau nhà và tự gây thương tích cho mình nhưng được can ngăn. Lúc này có nhiều người đến đưa Tùng và chị Tê đi cấp cứu. Được biết, trước đó anh Tùng có dấu hiệu rối loạn tinh thần, mất ăn mất ngủ, tụt cân kéo dài. Hiện vụ việc đang được cơ quan củng cố hồ sơ để đưa Tùng ra xử lý theo quy định của pháp luật.